Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số hướng tiếp cận mới của ngành tài chính với sự tham gia của 6 công ty fintech đến từ Israel. Tham dự hội thảo về phía Vietinbank có bà Phạm Thị Thanh Hoài, thành viên hội đồng quản trị, ông Trần Công Quỳnh Lân, phó tổng giám đốc, bà Trần Thị Minh Đức, giám đốc khối vận hành, hàm phó tổng giám đốc cùng các lãnh đạo, cán bộ các khối phòng ban đơn vị thuộc trụ sở chính. Về phía đối tác có ông Janis Tessel, tham tán thương mại, trưởng phòng kinh tế và thương mại Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Ông Oni Oron, quản lý fintech, viện xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế Israel cùng các chuyên gia đến từ 6 công ty fintech của quốc gia này. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ 6 công ty fintech của Israel đã lần lượt trình bày, trao đổi và trả lời các câu hỏi từ phía Vietinbank về những sản phẩm, giải pháp công nghệ vượt trội liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Công Quỳnh Lân đã gửi lời cảm ơn đến các đối tác, đồng thời cho rằng hội thảo đã trở thành bước khởi đầu trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác trong tương lai giữa Vietinbank với những công ty fintech của Israel. Đặc biệt, ông Trần Công Quỳnh Lân bày tỏ hy vọng trong tương lai, Vietinbank sẽ có cơ hội hợp tác với các công ty fintech Israel để nghiên cứu sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ, giải pháp tiện ích, từ đó cung cấp cho thị trường và khách hàng những sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng ưu việt. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.